Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiết số 1, bài 10. Số có 6 chữ số. Số 1 triệu. Sách giáo khoa môn toán lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy làm rất là đầy đủ, rất là hoàn chỉnh. Hãy tìm theo bài, theo trang và theo bộ sách để chúng ta học kèm nhé. Bây giờ thì hãy mở sách của chúng mình ra trang số 33 nào. Rồi, mình sẽ đến với cái hoạt động mở đầu này, tìm hiểu kiến thức, đúng không nào? Ở đây kèm có một cái thông tin nào. Dân số của thành phố Cà Mau năm 2019 là 226.372 người, đúng không nào? Đấy, như vậy chúng ta sẽ có cái số này 2 này, 26.372. Như vậy đây là một số có mấy? 6 chữ số, đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng xem cái việc mà chúng ta phân tích về cái số có 6 chữ số ở đây. Như vậy chúng ta có này, hàng đơn vị, đúng không? Hàng đơn vị ở đây là mấy? Hai đơn vị nè. Hai đơn vị, đúng không? Hàng chục nè, có mấy chục? Bảy chục, đúng không? Hai đơn vị nè, bảy chục nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bảy chục, đúng không? Mấy trăm? Hàng trăm thì có 300. Hàng nghìn có mấy nghìn? 6.000, đúng không? Hàng chục nghìn có mấy? 20.000. Và hàng trăm nghìn có 200.000. Như vậy số này gồm 200.000, 20.000, 6.000, 300, 70 và 2 đơn vị. Thì chúng ta sẽ viết là gì? 226.372. Và đọc. Chú ý, khi chúng ta đọc thì đọc từ bên tay nào? Tay trái sang nhé. 226.000. Đó. 372. Được chưa? Đó. Như vậy thì số có 6 chữ số cũng giống như các cái chữ số mà chúng ta đã học, 4 chữ số, 5 chữ số hay là 3 chữ số, đúng không nào? Thì chúng ta cũng phân tích theo hàng của nó. Nhưng 6 chữ số thì nó có thêm là hàng này là chục gì? Chục nghìn. Và đây là hàng trăm nghìn. Được chưa? Hiểu không nào? Rồi. Và bây giờ sẽ áp dụng nó để chúng ta vào cái hoạt động vận dụng nào. Người ta yêu cầu này, hoàn thành cái bảng sau. Đó. Như vậy ở đây người ta cho mình một cái bảng với các cái chữ số rồi, đúng không? Có hàng trăm nghìn này là số 6, hàng chục nghìn là 5, hàng nghìn là 0, hàng trăm là số 0, hàng chục 3, đơn vị là 2. Vậy thì cái số có 600.000, 50.000, 0.000, 0.000, 30, 2 đơn vị chúng ta viết là gì nhỉ? À, 650.000. 6 này, 5 này, 0 này. Được chưa? 650.000 bao nhiêu nhỉ? 032. Đấy, 0 này, 32. Được chưa? Đấy, đây nó có dấu hỏi chấm, biết có ta quan sát được không? Đây, phải viết cái số đó ra đây nhá. Số này được viết là gì? 650.032. Và số này được đọc là gì nhỉ? 650.000. 600 này, 50.000. Bao nhiêu? 032. Ok chưa? 032. Được chưa các em? Xong nhá. Rồi, sang cái số thứ hai.
hàng ngang thứ hai. Số mà có này 300475. Vậy thì mình cứ phân tích từ hàng đơn vị này, 5 đơn vị, được chưa? 7, 70, 4 là 400. Số 0 đầu tiên là 0, 0.000. Rồi số 0 tiếp theo 0.000. Và số 3 này là 300.000. Dễ không? Rồi vậy thì cái số này chúng mình đọc thế nào? À thầy viết ở đây nhá, thầy ta chừa rất là nhỏ, 300.000 là cách để chúng ta đọc cái số này, đúng không nào? Vậy đây đi, người ta chừa rất là nhỏ, 300.000. Rồi 400 400 70 70 gì 75. Ok chưa? Xong nhá. Rồi số tiếp theo nè. Đó, các em thấy người ta chừa, khi người ta viết này rất là rộng, nhưng mà cho mình làm này bất công đúng không? Rồi số này 938.021. 938.000. Được chưa? 021 021. Ok không? Rồi vậy thì số này có một đơn vị, 20, 0, 8.000, 30.000 và 900.000. Ổn không? Xong nhá. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành bài số 1. Sang bài 2. Nêu số tiền ở mỗi hình theo cái mẫu. Như vậy các em quan sát ở đây, người ta đã làm mẫu cho mình một bài nè. Hình thứ nhất này, các em nhìn ở đây có 3 cái tờ 100, tức là gì? 300, đúng không? Cộng với đây là mấy chục? À, 10 gì? Đây là 300, là 300.000 nhá, 300.000 á, 300.000. Rồi đây là mấy? 10.000, đúng không? Đây là có 2 tờ 1.000, tức là 1.000, rồi 2.000, đúng chưa? Và đây có 2 cái tờ 100 đồng này các em. 100 đồng với 100 đồng là mấy? 200 đồng. Đó. Rồi, như vậy thì cái số đây này mà có 300.000, 100.000, 2.000, 200. Đó, vậy thì nó sẽ là gì? Không chục, không đơn, đơn vị. Thì người ta sẽ viết là 3 1 3 3 0 0. Được chưa? Đó, và đây chính là gì? Bài mẫu nhá. Hiểu bài mẫu chưa? Rồi, bây giờ áp dụng cái bài mẫu này, mình sẽ hoàn thành câu A. Chúng ta lên là gì? Nên nhẩm thôi đúng không? A nè, có mấy tờ 100.000 nhỉ? Wow, nhiều ạ. 1, 2, 3, 4. Như vậy cái số này này có là 400.000 nè. Thầy viết lên đây nhá, 400.000 nè. Được chưa? Rồi, bao nhiêu nghìn? 10.000 nè, đúng không? Có một tờ thôi, 10.000 nè. Rồi, mấy tờ 1.000? Một tờ. Như vậy đây là 1.000. Và mấy? 100. Ok, như vậy cái số này được viết là gì? 400.000 nè. Mấy? 100.000 nè. 100.000 nè. Mấy? 10.000 nè. Rồi, 100 nè.
Như vậy sẽ có không trục, không gì, không đơn vị. Vậy thì hình A này sẽ có bao nhiêu? 410.100 đồng. Được chưa? Hình A được chưa? Rồi, tương tự như vậy hình B chúng ta cũng phân tích lên đây. Số này có bao nhiêu? Một tờ 100.000, như vậy nó ở đây có 100.000 à. Rồi, mấy nghìn nhỉ? Chúng ta đếm nè. 1 2 3 4 5 6. Như vậy có 6.000. 6.000. Mấy trăm? À, 100. Rồi, vậy số mà có 100.000, 6.100 thì chúng ta viết là gì nhỉ? 100.000 à? 6.000 à? Rồi, mấy? 100. Như vậy nó sẽ là gì? 0.000. 0.000. Không đơn, không đơn vị. Vậy ta sẽ viết là 106.100 đồng. Được chưa? Ổn chưa nào? Rồi, chúng ta hoàn thành bài 2 nhé. Sang bài 3. Đọc cái đoạn báo cáo dưới đây và trả lời các câu hỏi. Ta đọc cái đoạn báo cáo này sẽ trả lời câu A và câu B. Rồi, tê giác là loài động vật trên cạn lớn thứ hai trên trái đất. Năm 1900, người ta ước tính có 500.000 con tê giác ngoài tự nhiên. Rồi, 1900. Tuy nhiên, do nạn săn bắn bất hợp pháp mà ngày nay người ta ước tính chỉ còn 27.000 con tê giác. Tức là gì? Cái con tê giác này nó sẽ có cái sừng này các em. Và cái sừng tê giác nó sẽ là một trong những cái người ta sẽ làm thuốc rất là nhiều. Do vậy là gì? Nó được gì? Săn bắn và được là gì? Tìm rất là nhiều. Đó, vì vậy là gì? Từ năm 1990 nó có bằng này, mà đến nay á thì người ta ước tính chỉ còn bằng này thôi. Vậy thì đây là một cái thông tin. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cái thông tin này trả lời câu hỏi. Câu hỏi A. Năm 1900, ước tính có bao nhiêu con tê giác sống ngoài tự nhiên? À, như vậy đây, chúng ta chỉ cần viết gì? Viết cái số đó ra, đúng không? Năm 1900, ước tính có bao nhiêu? Số này nè, số này chúng ta đọc là 500.000, được chưa? Có 500.000 con tê giác sống ở đâu? Sống ở tự nhiên. Được chưa? Câu A xong nhé. Rồi, câu B này. Ngày nay, ước tính có bao nhiêu con tê giác sống ngoài tự nhiên? Đây, ngày nay này. Thực ra thì cái bài này chỉ là gì? Chúng ta đọc hai cái số 500.000 và 27.000 thôi, đúng không? Và mình văn vở vào tí thôi. Ngày nay, thì ta ước tính nè. Ước tính có khoảng, đọc cái số bao nhiêu? 27.000. Các em đọc nha, 27 chứ không viết bằng chữ nhá. 27.000 con tê giác sống ở ngoài tự nhiên. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái tiết số 1 này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như chia sẻ video này các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong tiết số 2. Bye bye.